Vi Thanh Vân được trai đẹp đưa đón đi làm, nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện tình tứ bên chàng trai lạ mặt trẻ măng. Sau khi ly hôn, Vi Thanh Vân hay tự lái xe đi làm. Tuy nhiên, chiều vừa qua, người đẹp gây bất ngờ khi có tài xế mới rất điển trai. Anh chàng ân cần mở cửa xe cho nữ diễn viên. Vi Thanh Vân tình tứ khoác tay hot boy lạ mặt đến công ty mỹ phẩm của cô. Nữ hoàng dao kéo, diện váy ren xẻ vạt cao, khoe vóc dáng thon thả và đôi chân dài sexy. Nhiều người tưởng Vi Thanh Vân đã có tình mới sau ly hôn, nhưng cô giải thích đây chỉ là một người em, hot boy tên Cao Anh Tiến, hiện là người mẫu. Sắp tới anh làm đại diện cho nhãn hiệu mỹ phẩm của Vi Thanh Vân, thay thế hình ảnh Bảo Duy, chồng cũ của cô trên các sản phẩm. Vi Thanh Vân tự tin với vai trò của một nữ doanh nhân. Cô kinh doanh khá thành công, mua được nhiều nhà đất và tài sản lớn. Người đẹp khoe mới sắm chiếc xe hơi thứ 6. Công việc thuận lợi, nhưng Vi Thanh Vân vẫn lẻ bóng, chưa muốn yêu ai vì sợ phải san sẻ tình cảm con trai sẽ thiệt thôi. Cao Anh Tiến ngồi dự họp cùng Vi Thanh Vân và các đối tác. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ đi Hàn Quốc thăm dò thị trường, tìm hiểu công nghệ sản xuất mỹ phẩm của nước này để học hỏi phát triển việc kinh doanh. Cô còn tiết lộ đang có kế hoạch tham gia một cuộc thi nhan sắc tổ chức tại Mỹ. Vi Thanh Vân muốn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ doanh nhân thông minh và thành đạt. Những cô gái đến trước Nhã Phương trong cuộc đời của Trường Giang. Trước khi trở thành bạn trai của nữ diễn viên xinh đẹp Nhã Phương, Trường Giang cũng đã trải qua hơn 2 mối tình với những cô gái khác. Cách đây 1 năm, cộng đồng mạng tìm được danh tính của cô gái được cho là vợ của Trường Giang, thậm chí đã có con trai 3 tuổi với nam danh hài. Được biết, cô gái này tên thật là Thiên Hương và đã cùng 10 khó trải qua mối tình 5 năm. Đây là cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn và dễ thương. Tuy nhiên, em gái của Thiên Hương đính chính, Trường Giang và chị gái cô yêu nhau từ khi anh chưa nổi tiếng, không hề có chuyện đám cưới hay con riêng. Thiên Hương cũng không học luật như lời đồn. Trong khoảng thời gian còn chưa được nhiều người biết đến, Trường Giang còn hẹn hò với một cô gái có ngoại hình xinh xắn không kém. Trường Giang và cô gái lạ được cho là khá đẹp đôi và tình cảm. Cả hai người bạn gái cũ của Trường Giang đều xinh xắn và có phong cách ngọt ngào dễ mến. Nhưng phải đến Nhã Phương hay người tình Quế Vân, người hâm mộ mới thực sự dành mối quan tâm đặc biệt. Chứng kiến hình ảnh tình cảm của Nhã Phương và Trường Giang khiến nữ ca sĩ Quế Vân không khỏi đau buồn. Cô thừa nhận tình cảm của mình dành cho nam danh hài, đồng thời công khai hàng loạt tin nhắn giữa hai người. Người tình Quế Vân sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng, Quế Vân đưa ra bằng chứng tố cáo Trường Giang bắt cá hai tay. Hiện tại Nhã Phương mới là người yêu chính thức của Trường Giang, nữ diễn viên tuổi thanh xuân, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào duyên dáng cùng nụ cười rạng rỡ. Trải qua những lùm xùm tình ái, cuối cùng Trường Giang đã chọn gửi gắm tình yêu duy nhất của mình cho Nhã Phương. Cặp đôi đang rất hạnh phúc bên nhau. Có thể nói Trường Giang là nam danh hài đào hoa không kém cạnh ai trong showbiz Việt. Trường Giang cho biết anh không có quyền lực gì cả. Chỉ là một nghệ sĩ, anh chỉ muốn sống và làm nghề theo cách đơn giản nhất, mang đến tiếng cười thật gần gũi đặc biệt. Muốn diễn vai mà bất cứ khán giả nào khi xem, ít nhiều thấy được bóng dáng mình trong đó. Một trong những lý do khiến anh muốn dựng nực nhiều để làm là bởi anh không thể ở nhà một ngày mà không làm gì, chứ không phải chỉ vì mục đích kiếm tiền. Bộc bạch về bản thân, chàng hề xứ Quảng thừa nhận mình là một người không bao giờ sống trái với cảm xúc ngoài đời, trừ những lúc đứng trên sân khấu và trước máy quay để cống hiến cho nghệ thuật. Công khai nói về cách đối xử của mình trong tình yêu, Trường Giang khẳng định bản thân thuộc tiếp người yêu nồng cháy và ghét yêu xong để đó mà không hề có động thái gì để vun đắp. Những chia sẻ của Trường Giang ngay lập tức đã vấp phải rất nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận, nhất là về quan điểm trong tình yêu của anh. Họ cho rằng sau scandal tình cảm giữa Trường Giang và Quế Vân trong suốt thời gian vừa qua, thì những gì anh tâm sự trong talk show này về cách yêu của mình không còn hấp dẫn và chân thật nữa. Trước đó, nam danh hài khiến không ít người cảm thấy thất vọng bởi những tin đồn không hay về đời tư, tình cảm của anh, từ lăng nhăng bắt cá hai tay đến làm kẻ bội bạc trong tình yêu bị phát tán và lan truyền trong cộng đồng mạng. Trường Giang liên tục bị nữ ca sĩ Quế Vân lên tiếng tố cáo lừa tình bằng hình ảnh và tin nhắn. Gần đây nhất, đoạn clip ghi âm dài 17 phút đầy ngọt ngào giữa cả hai được cô bất ngờ tung ra với lý do già néo đứt dây đã thấy được scandal tình cảm này lên đến đỉnh điểm. Phần đông ý kiến cho rằng, với bằng chứng chân thật khó lòng chối cãi này, Trường Giang dù giữ im lặng cũng không thể lấp liếm đi những sai lầm của mình thêm được nữa. Họ động viên Quế Vân và trách mắng sự bội bạc, tính lăng nhăng của nam danh hài. Bên cạnh đó, các fan của Nhã Phương cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi đặt trọn niềm tin vào mối tình tưởng như rất đẹp từ phim ra đời thật này. Không chỉ cắm sừng Nhã Phương,
Chàng hề xứ Quản còn bỏ mặc Quế Vân một mình chịu đựng áp lực dư luận giữa tâm bão scandal. Cũng bởi thế phát ngôn một cách tự tin, khẳng định bản thân yêu nồng cháy hay ghét kiểu yêu xong để đó của Trường Giang đã khiến nhiều người phải bật cười. Điều đó chẳng khác gì nam danh hài đang tự tắt tay vào mặt mình, bởi lời nói và việc làm trước sau của anh hoàn toàn trái ngược nhau. Đối với công chúng lúc này, Trường Giang đích thị là một chàng hề trên sân khấu lẫn đời thật, khi mà những lời nói và hành động của anh lúc này không còn khiến người ta nghe cảm thấy tin tưởng hay ủng hộ được nữa. Diễn viên Lê Tuấn Anh bức xúc thay cho vợ Nguyễn Hoàng vì thông tin bỏ chồng. Diễn viên Lê Tuấn Anh cho rằng nếu không thương cho số phận của vợ chồng Nguyễn Hoàng thì đừng nên soi mói cuộc sống của họ. Thông tin những ngày cuối đời, diễn viên Nguyễn Hoàng chờ đợi vợ con khiến dân mạng xúc động. Nhiều người cảm thấy bức xúc vì vợ con Nguyễn Hoàng bỏ đi biệt tích khi anh lâm bệnh nặng. Thế nhưng mới đây, chị Nguyễn Hoàng đã phủ nhận việc vợ con của nam diễn viên bỏ đi biệt tích. Chia sẻ với báo chí, chị Nguyễn Hoàng cho biết, tôi không hiểu tại sao lại xuất hiện những tin đồn như thế. Trúc vẫn đang ở khu chung cư cũ tại Sài Gòn để chăm sóc con trai. Thỉnh thoảng em ấy vẫn sắp xếp thời gian về Long An theo dõi tình hình của chồng. Hoàn toàn không có chuyện vợ của em ấy ôm con bỏ đi, càng không có chuyện Trúc giữ 400 triệu rồi mất tích biệt tâm. Mới đây, diễn viên Lê Tuấn Anh cùng đồng nghiệp đi thăm Nguyễn Hoàng. Sau khi trở về, anh bức xúc lên tiếng thay cho gia đình và vợ Nguyễn Hoàng. Có trực tiếp chăm sóc người trọng bệnh mới thấm thía hết bao nỗi gian truân nhọc nhằn. Nếu không chia sẻ với họ lời động viên thì cũng đừng nên thốt lên những lời cay đắng. Thật bất hạnh khi cuộc đời này đang từ khỏe mạnh lại trở thành phế nhân. Kinh khủng hơn nữa là phải đối mặt tử thần. Sự bất hạnh này không chỉ riêng người bệnh, nó là sự bất hạnh chung của cả gia đình, vợ con, anh chị em ruột thịt, mang đến nỗi buồn ngơ ngác cho bạn bè chiến hữu. Cần lắm những hành động, lời nói động viên để lên dây cót tinh thần người bệnh. Cần lắm lời động viên giúp cho cả những người thân. Nếu không giúp hàn gắn được thì đừng nên khoét sâu những mâu thuẫn mà vốn dĩ cuộc đời này ít khi tránh khỏi. Nó chẳng giúp gì cả mà càng làm trầm trọng thêm. Có đôi khi từ những sự sơ ý, từ con chữ vô tâm, từ góc nhìn phiến diện mà dẫn đến hậu quả không thể lường hết được. Từ góc nhìn hạn hẹp của mình, tôi thấy họ ai cũng bất hạnh đáng thương, cầu mong những thánh nhân Phật sống hãy để họ bình tâm mà chăm sóc chu đáo tận tụy cho người đang mang trọng bệnh. Và hỡi nhân thế, hãy tự soi gương, nhìn kỹ khuôn mặt mình mỗi khi có thể. Diễn viên Lê Tuấn Anh mong mọi người đừng khoét sâu vào gia đình Nguyễn Hoàng. Lê Tuấn Anh và bạn bè nghẹn ngào khi thăm Nguyễn Hoàng. Chia tay Huỳnh Anh, Hoàng Anh vẫn ngồi cùng bàn, nhưng thái độ trên gương mặt thì không ai tin nổi. Sau khi chia tay, Hoàng Anh và Huỳnh Anh lại có thể thản nhiên ngồi cùng một bàn đã sốc, thái độ của họ càng choáng hơn. Những ngày qua, thông tin cặp đôi Hoàng Anh và Huỳnh Anh đường ai nấy đi sau hơn 3 năm mặn nồng khiến các fan hâm mộ vô cùng tiếc nuối, bởi cả hai là một trong những cặp đôi đẹp mà fan mong sớm về một nhà nhất nhì showbiz. Được biết ở thời điểm hiện tại, dù đã chia tay, nhưng Hoàng Anh và Huỳnh Anh vẫn là những người bạn tốt, vẫn có thể gặp gỡ, xem phim, ăn uống như những người bạn bình thường với nhau. Tuy nhiên mới đây trong một bữa tiệc, những hình ảnh chụp lén của cặp đôi này khiến những ai yêu quý họ không khỏi nức lòng. Hoàng Anh và Huỳnh Anh vẫn ngồi sát nhau cùng một bàn, thậm chí trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Huỳnh Anh còn ghé tai cô bạn gái cũ hết sức tương tứ và thân mật. Đáp lại bạn trai cũ, Hoàng Anh cũng nhẹ nhàng cười nói và nhìn Huỳnh Anh bằng đôi mắt trìu mến, đầy ắp tình cảm. Nhìn khoảnh khắc ngọt ngào này, chắc chắn nếu ai không đọc báo mấy ngày vừa qua, sẽ tuyệt đối không biết được cặp đôi đã chia tay 4 tháng nay. Hoàng Anh và Huỳnh Anh trong bữa tiệc, cặp đôi tay trong tay đến sự kiện. Hoàng Anh được Huỳnh Anh hộ tống về chỗ ngồi, trò chuyện thân thiết, ánh mắt trìu mến mà Huỳnh Anh dành cho Hoàng Anh khiến các fan lại dậy sóng. Lựa chọn lấy chồng đại gia, câu chuyện nhiều nước mắt của mỹ nhân Việt. Nhiều mỹ nhân Việt lựa chọn kết hôn với đại gia, tuy nhiên sướng thì có sướng, nhưng liệu những mỹ nhân này có được hạnh phúc như chúng ta vẫn tưởng? Hot girl Quỳnh Chi từng là một trong những hot girl 9X đình đám của showbiz Việt. Năm 2012, lựa chọn kết hôn với con trai của một tỷ phú doanh nhân nổi tiếng ở Cần Thơ. Những tưởng cuộc sống bên chồng đại gia sẽ được sung sướng, nhưng không ngờ, đám cưới không lâu, gia đình nhà chồng liên tiếp bị dính nhiều scandal liên quan đến chuyện làm ăn của mẹ chồng. Từ một hot girl đang trên đà phát triển con đường nghệ thuật,
Cuộc sống Quỳnh Chi gặp nhiều biến cố, lùm xùm sau ly hôn với chồng đại gia khiến cuộc sống sự nghiệp của Quỳnh Chi khó khăn hơn bao giờ hết. Nhìn vào cuộc sống của những mỹ nhân trong làng giải trí, ta có thể dễ dàng thấy rằng những lo lắng vụn vặt về chuyện tiền bạc gần như không tồn tại. Thế nhưng, dù không phải gánh nỗi lo cơm áo gạo tiền như những phụ nữ bình thường khác, nhưng mỹ nhân lấy chồng đại gia này, rất ít người được sống niềm hạnh phúc thật sự. Họ bị phụ thuộc tài chính, bị đánh đập, hành hung, ngoài mặt luôn phải cười tươi, nhưng trong lòng lại khóc thầm, oán trách số phận. Hoa hậu Diễm Hương kết hôn thầm lặng với người chồng đại gia, khán giả bất ngờ với cuộc sống hôn nhân của Diễm Hương, không nhung lụa như cuộc sống của những phu nhân đại gia khác. Cô thường xuyên bị chồng đánh đập và khủng bố tinh thần. Trong suốt 3 năm qua, Diễm Hương luôn phải dùng thuốc an thần mỗi khi rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ. Thậm chí hàng ngày, cô còn bị chồng cho người theo dõi 24/24. Không chỉ Diễm Hương, mà cả bạn của cô cũng bị chồng đe dọa hành hung vì cho rằng những người này ảnh hưởng xấu đến cô. Diễm Hương cũng chia sẻ rằng do không chịu nổi những trận đòn ghen của chồng đại gia, nhiều lần cô đã có ý định lao đầu vào xe tải để kết thúc mọi bi kịch của mình. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền không lựa chọn tham gia showbiz như nhiều người đẹp khác. Nguyễn Thị Huyền lựa chọn con đường đi du học sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình. Sau đó cô trở về nước và có tham gia vào bộ phim Lâu Đài Tình Ái, nhưng không quyết định đi theo con đường nghệ thuật. Nguyễn Thị Huyền nhanh chóng kết hôn cùng bạn trai Việt Kiều, đại gia hơn mình 7 tuổi, Tống Ngọc Trung. Nhưng cuộc sống cùng chồng đại gia ngắn ngủi, Nguyễn Thị Huyền chấp nhận tan vỡ ly hôn, làm mẹ đơn thân trong showbiz. Nhìn vào cuộc sống của những mỹ nhân trong làng giải trí, nhiều người đẹp phải nuốt nước mắt vào trong khi khoe cuộc sống gia đình hạnh phúc trên báo, khoe cảnh gia đình đầm ấm trên mạng xã hội. Không phải cuộc sống cùng đại gia nào cũng nhung lụa hạnh phúc với những mỹ nhân của showbiz. Người hôn nhân tan vỡ, vướng phải nợ nần hay thậm chí bị vùi dập ngay chính trong cuộc hôn nhân xa hoa của mình.